Trước khi hôm nay là đến đây nấu là anh đã phải thử sa tế ở đây trước rồi. Đúng rồi. Là tại ưng vì... rồi bắt đầu mới đúng đến rồi. Đây nhận lời quay đấy. Coi như là lấy hộp sa tế ăn thử luôn. So với các loại sa tế khác thì anh thấy thơm hơn. Thu này em đây vẫn ế, anh cùng sa tế nấu lẩu cho em. Em xin. Mình là Hoa hậu vỉa hè và các bạn đang ở phố đi bộ Hoàn Kiếm. Gian hàng Chinsu. Ngay lên phố đi bộ chơi, gặp ngay gian hàng của Chinsu, thương hiệu mà gần như lấp đầy gian gia vị tại gia của nhà mình. Thấy mọi người xếp hàng quá trời luôn, hóa ra là để chơi gắp thú, nhưng mà là gắp các phần quà của Chinsu cơ. Xong rồi ăn thử các món ăn do các đầu bếp của Chinsu nấu này. Ăn cái mantu này, chấm mấy vỡ wasabi rất là hợp. Phải nói là gian của nhà Chinsu này chiếm trọn spotlight của cả ngày hôm nay đấy, vì là có ông anh thích nấu ăn này, anh A Dinh hay anh mới từ Sài Gòn ra luôn đấy, và cả anh Will in Việt Nam nữa. Eo ơi, toàn các TikTok creator triệu follow. Lâu thôi. Bây giờ là mình sẽ thử lẩu thái sa tế. Cũng nghĩa là chua cay mặn ngọt luôn. Nó sẽ cay nhưng mà nó sẽ bất thể lại ở họng này. Rất là thơm luôn. Nó cay nhưng mà nó có hậu vị là kiểu thơm mùi xả lắm luôn á. Không, thật ra là trước khi làm này á là anh đã thử rồi. So với các loại sa tế khác thì anh thấy thơm hơn. Coi như là lấy hộp sa tế ăn thử luôn để cảm nhận rõ nhất. Nguyên nồi lẩu thái này anh ấy dùng gần như trọn vẹn từ bộ gia vị Chinsu khẩu vị Nhật đấy, từ hạt nêm tới nước mắm cá cơm Biển Đông, và đặc biệt là cái lọ nhỏ nhưng mà có võ này này, sa tế tôm Chinsu mới ra mắt luôn đấy. Một chậu bánh tráng trộn như thế này là anh sẽ dùng nguyên luôn một chai sa tế. Ăn miếng đầu ấy nó sẽ hơi cay nhẹ thôi, nó thơm thơm của mùi sa tế, nhưng mà ăn để một lúc bắt đầu nó ngấm vào bên trong cuống họng này, nó sẽ nồng, xong rồi nó sẽ lan tỏa hết khoang miệng luôn. Và cũng chỉ gần có 30 phút thôi là hết luôn hai thau bánh trắng trộn rồi. Nhiều người xếp hàng dài mà còn chưa được ăn nữa này. Ngon quá ơi, phải xin phép cho bếp nồi luôn nha mọi người. Mà sa tế tôm này mới ăn ấy thì sẽ không phải kiểu cay xé lưỡi ngay đâu, mà để từ từ vị cay nó mới thấm. Xong phải wow luôn ý. Không tin thì mọi người mua về ăn thử đi.